Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với Hoàng Anh Gia Lai, 18 giờ ngày 20 tháng 3, năm League 2021, vòng 4. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng tăng cường chân sút chè von Watts từ Hoàng Anh Gia Lai và sự trở lại của Trần Phi Sơn sau chấn thương sẽ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mạnh lên. Tuy nhiên trên thực tế, phong độ của họ vẫn vô cùng bết bát khi trong 5 trận gần nhất không hề biết đến mùi vị chiến thắng. Song có thể thấy được, các trận thua này đều với những câu lạc bộ mạnh. Hiện tại, đội chủ nhà đang đứng cuối bảng xếp hạng. Thầy trò Trần Phi Sơn cần có chiến thuật mới để vực dậy tinh thần các cầu thủ. Kiatisak đang đầy sự tự tin khi đội bóng của ông đã và đang tràn đầy sinh lực sau quãng thời gian có sự chuẩn bị dễ dàng. Ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thực sự sung sức. Ngay cả các ngoại binh cũng có được trạng thái tốt nhất trước cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hiện tại đội bóng của Công Phượng đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 2/3 chiến thắng gần nhất. Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ rất tốt trong thời điểm hiện tại. Trải qua 3 trận đấu đầu tiên, họ đã có được 2 chiến thắng trước Bình Định và Sông Lam Nghệ An. Số điểm của đội khách sau 3 vòng đấu là 6 điểm. Trong khi đó phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thành tích của họ phải nói là rất tệ. Họ phải liên tiếp nhận về những thất bại. Thậm chí họ để lọt lưới đến 5 lần trong 3 trận gần nhất. Như vậy, mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng Hà Tĩnh vẫn không được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều khả năng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ xuất phát với sơ đồ 3-5-2. Nếu vậy, nhà cầm quân người Thái sẽ hướng đến việc kiểm soát khu trung tuyến nhằm mở ra những cánh cửa tới khung thành của đối phương. Vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai vẫn là khâu dứt điểm. Người ta đang chờ xem với sự kèm cặp của Kiatisak những tiền đạo như Brendão, Công Phượng hay Văn Toàn có bén hơn không. Thua 3 trận đầu tiên liên tiếp nên họ sẽ rất quyết tâm lấy điểm ở trận này nên phải chơi với hơn 100% phong độ của mình. Mỗi khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải dựa lưng vào sông để đá họ sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên xét trong những trận gần đây, các kết quả của Bình Định thường nổ về xỉu và rất ít bàn thắng được ghi. Do đó nhiều khả năng trận đấu này Hoàng Anh Gia Lai sẽ khai màn các bàn thắng. Chọn tài.